Xin chào các bạn đến với kênh của em Redfish Gaming. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách chống mập ở Giant và Witch. Mập là một quân bài khá nổi tiếng và được sử dụng trong những cái deck mà người ta gọi là deck beatdown, là cách đánh châu bò. Trong class Royal thì có 3 loại deck. Deck thứ nhất người ta gọi là deck beatdown, dùng các quân bài máu trâu như mập, giant, golem hoặc là lava hound để tấn công và quân bài chủ lực. Loại deck thứ hai là deck control. Deck control thường sử dụng các quân bài nhanh có sức tấn công, lấy phòng thủ phản công làm chính như Hot Rider, Miner hoặc là Lumberjack. Và deck thứ ba đó là Siege. Siege tức là thủ, lấy phòng thủ làm chính và dùng một số spell để gây sát thương đối phương. Đấy, có 3 loại deck. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách chống mập Giant. Mập thường đi kèm với những quân bài support như là Musketeer hoặc là Witch hoặc là Wizard hoặc là Mega Minion. Và đây Witch là quân bài phối hợp. Như các bạn đã thấy, ngay lập tức khi thấy đối phương đánh mập, tôi đã thả ra combo chính của tôi, đó chính là Hot Rider và Fire Spirit. Các bạn đã thấy đã gây sát thương khủng khiếp cho bên cánh phải của đối phương. Và tôi đã phòng thủ tốt với Inferno Tower. Và các bạn đã thấy deck đối phương là beatdown, deck của tôi là deck nhanh control, dùng Hot Rider và Fire Spirit pick push tấn công và giáp. Đối phương thì dùng Barbarian để thủ, nhưng mà không may cho hắn, đó chính là Fire Spirit và giáp của tôi đã giết hoàn toàn Barbarian và gây sát thương cho cánh phải của đối phương. Có lẽ là cách chống mập hiệu quả nhất đó chính là Inferno Tower hoặc là Mini P.E.K.K.A. Quân bài có khả năng gây sát thương rất cao đó chính là Mini P.E.K.K.A. Nhưng mà điểm yếu của Mini P.E.K.K.A. đó là không tấn công được trên không, cho nên không chống được các quân bài beatdown bay trên trời như là Lava Hound. Thì Mini P.E.K.K.A. thì hoàn toàn không chống được. Inferno Tower có điểm mạnh đó là chống được cả mập và Lava Hound. Tuy nhiên Inferno Tower bị chống dễ dàng bởi giáp hoặc là, như các bạn đã thấy, Minion. Đối phương có Minion Hot. Tuy nhiên Minion Hot gặp cách của tôi thì khóc thét, tại vì có Fire Spirit và Musketeer bắn rất là giáp, rất là đau thôi các bạn. Khi phòng thủ mập thì các bạn phải bình tĩnh, dùng những quân bài khả năng sát thương cao để giết mập và kết hợp với tấn công nhanh, lật cánh để đấu với cái deck mập này. Như các bạn đã thấy, đổi cánh liên tục, tôi tấn công nhanh giáp đối phương, làm cho đối phương phải chia quân lực ra thì beatdown sẽ yếu. Hot Rider. Các bạn đã thấy đối phương đã chọn mập và Hot Rider, nhưng tuy nhiên cách kết hợp này khá khó vì mập và Hot Rider là hai cách đánh khác nhau, kết hợp chung thì rất là khó đánh thưa các bạn. Vâng, đây là replay thứ hai. Replay này thì tôi lưu lại rất là lâu thưa các bạn, chắc cách đây cả gần một năm. Hồi đấy tôi còn chỉ khoảng 2.300 trophy lưu lại làm kỷ niệm. Bây giờ có thời gian thì bình luận chơi cho vui. Đây, mập và
Elixir Collector, nhà sinh dầu khá phổ biến. Nhà dầu thì rất là quan trọng đối với deck beatdown, những cái deck mà nặng. Tôi tại sao đơ thế này? À, có lẽ là tôi không có quân bài tốt cho nên là hơi chậm. Ok, quăng goblin liền. Thì vâng, thả Inferno. Vâng, thả Inferno phải khéo, đừng để Inferno bắn mấy con xương. Tại vì bắn một con xương sậu là coi như toi liền. Đối phương có thể giáp, tuy nhiên thì đối phương đã không chọn một cái deck khá tốt. Mập thì cần phải giáp, hoặc sau này người ta dùng Lightning để chống Inferno, cho nên là cũng khá là căng thẳng thôi các bạn. Nhưng mà đánh phải khéo léo. Tôi đánh Hawk với một kỹ thuật khéo léo, vì thế thì có thể thắng được những deck beatdown châu bò như thế này. Các bạn có thể thấy combo của đối phương là Knight kết hợp với Spear Goblin đi theo sau rỉa máu. Tuy nhiên tôi có giáp và bomber để chống. Bây giờ tôi ra Inferno để chống và quăng Goblin Barrel. Ok, khá tốt. Đối phương đã hết mana, hết nước và giáp không kịp, mất được khoảng 300 máu. Nói chung tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận và đối phương sẽ bế tắc và sẽ bị cái deck control của tôi làm chủ và bị hãm hiếp thôi thưa các bạn. Vâng, pick push combo chính, Hot Rider pick push 2 hit 3 hit thưa các bạn. Hot Rider mà bổ rất là đau, chỉ cần bổ 3 hit là mất hơn 900, mất gần 900 damage thưa các bạn, 900 dam. Vâng, đối phương thì dùng mập rage quá tốn, hoàn toàn bị khống chế. Nói chung đánh với những cái deck như này các bạn phải bình tĩnh, ra bài, xuất chiêu phải chính xác. Xuất chiêu lộn xộn, đối phương đã giáp Inferno của tôi thôi các bạn. Nhưng không may tôi ngay lập tức có Tombstone thả ra để chấp nhận đối phương ức chế. Vâng, thưa các bạn. Thế là xong. Còn rất nhiều replay khác các bạn có thể xem, ngâm cứu từ từ. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại. See you.
Thank you.